ba cái mà trong cái chùm nóng đá nóng Dục Giang theo kinh nghiệm tôi là tuyệt vời nhất. Em xin các thầy cho em hỏi là trường hợp vợ em cũng bị bệnh đại tràng, nhưng mà em cũng chưa, bà nhà em là trường vùng bụng, theo anh thầy là hiện là trường vùng gan vùng bụng, thì em cũng chưa hiểu rõ cái đấy nên em bảo như tôi nói ban đầu ấy, ba cái mà trong cái chùm nóng đá nóng Dục Giang theo kinh nghiệm tôi ấy, là tuyệt vời nhất, đó là ngủ, ăn và cái bộ phận tiêu hóa. Tức có nghĩa là khi mà mình bị rối loạn tiêu hóa thì chùm nó nóng tuyệt vời. Và tôi là nhân chứng, bởi vì tôi xưa là coi như là bị rối loạn tiêu hóa thường lắm. Và nói là mình đó là không phải nói xấu hổ, nhiều khi nó đau bụng chịu không nổi là mình đương đi giữa là xa lộ là cũng phải kiếm cái chỗ nào mà không có toilet bị chứng minh mà. Thì mọi người biết rồi, phi thẳng và thiệt nhanh ra cái bụi nào á, quất một phát. Ở xứ người ta thì mình đi xa lộ, có cái chỗ mà nó dừng chân sạch sẽ mình đi. Còn xứ mình thì là đi thẳng ra ruộng, mà bị rất là khổ sở. Nhưng mà từ khi chùm đá nóng ở vùng gan mấy năm nay thì tôi không còn cái chứng đó nữa. Nhưng mà chùm ở đâu? Chùm hai điểm. Thứ nhất là chùm nóng ở vùng gan, thứ hai là chồm ở bụng dưới, tức là dưới rốn. Rồi, và tôi cũng nói thêm một cái nữa để cho anh thấy nè. Hồi xưa giờ đó, điều trị mà rối loạn tiêu hóa là một cái bức xúc nhất ở trong cái ngành đi của mình đó. Bởi vì hồi xưa tôi còn nhớ người ta dùng cái phương pháp thục tháo và tiêm và cho cái kháng sinh vô đó. Mà ở bên mình thì Việt Nam mình thì có cái kháng sinh được dịch, thì người ta dùng cái nước cốt của cái quần đằng á, thì cái quần đằng đó cho cái bẹt berin hoặc là quỳnh liên cũng cho bẹt berin đó và bơm thẳng vô đó, nhưng mà khỏi trong vòng vài tháng là tái nhiễm. Nhưng riêng về cái phương pháp dùng nó nóng thì tuyệt vời, yên tâm anh có cái vũ khí để mà làm rồi đó. Ok, ai còn hỏi tiếp rồi xin mời, ai mà hỏi rồi đừng hỏi, để cho người khác có cơ hội hỏi nhé. Để thế này ta có nói thăm là con đã được học cảm xạ ở Sài Gòn rồi, là cái bộ môn yên mạnh của mình là có thể ứng dụng cảm xạ vào để hỗ trợ cho nó được tốt như thế nào hay không. Và câu hỏi chính của con là do liên quan một bé gái. Trước kia bé gái gần 3 tuổi bệnh tổn thương não, tức là bị sốt bên trong, bố mẹ không biết, thành ra là không chườm đá hay không hạ sốt, thành ra là bị động kinh và chuyển vào Sài Gòn thì có nghi cơ là chết. Và con có dùng kim tự tháp của môn cảm xạ mình đấy để hỗ trợ và bé gái lại tốt lại và đã chuyển về Nha Trang để điều trị lâu dài, tại vì bệnh viện cũng như là thuốc đã đủ, điều trị hay không điều trị thì cũng thế thôi, bây giờ tạm dừng. Thì con muốn hỏi là có thể là dùng cái phương pháp là chườm đá và sẽ chườm để tổn, em bé hiện giờ đang là tổn thương não, thỉnh thoảng bị động kinh, giật tay trong nhẹ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ còn 3 tuổi thôi ạ. Khi mà nó đã động kinh rồi đó thì cái điều mà chắc chắn ấy, là mình không bao giờ mình ngưng thuốc được, tại vì cái đó là bệnh viện tâm thần ấy, nó quản lý mấy trường hợp bệnh đó và nó cho thuốc miễn phí, thành ra mình cho nó uống thuốc đời. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đã kết hợp những cái phương pháp khác và mình cũng thấy tạm ổn, thí dụ như dùng kim tự tháp chẳng hạn. Và bây giờ mình cũng nên sử dụng cái đá để chườm cho nó ở vùng gan và ở hai cái động mạch cảnh. Vì sao? Vì mình chồm giống như nãy tôi nói em này á, là nếu như nó còn nhỏ đó thì chúng ta làm một cái lượng ít hơn thôi và chúng ta tác động ở vùng gan và tác động hai cái động mạch cảnh một cách nhẹ nhàng thôi, không cần phải là ghê gớm lắm, bởi vì đứa nhỏ nó nhạy cảm và cái hiệu quả nó cũng lẹ hơn đối với người lớn mình. Và cái mong muốn mà quan trọng nhất á, mà cái kinh nghiệm mà tôi làm thấy á, là khi mà mình chồm đã nóng vùng gan á, là bao giờ cũng vậy, cái người bệnh được một cái giấc ngủ rất là sâu và tốt, ngoại trừ có một số trường hợp là chưa đáp ứng tốt với cái nó. Thì cái đặc biệt ở trong cơ thể mình á, khi mà cái phương pháp nào làm cho giấc ngủ sâu được thì nó sẽ tái cấu trúc lại bộ não, cái điều đó là cái cực kỳ.
thì cái hy vọng mình cứ hy vọng đi, bởi vì nó cũng mất mát gì thêm, mà chỉ thêm cái tình thương của mình đối với con mình thôi. Do vậy ấy, là trường đi và ở một cái mức thận trọng và theo dõi, thì hy vọng tới một ngày nào đó nó tái cấu trúc lại và nó điều chỉnh lại cái sự mất cân bằng đó. Nhưng không bao giờ quên một điều là phải liên tục dùng thuốc của bệnh viện, và chính cái người mà cấp thuốc, cái bệnh viện cấp thuốc cho con mình ấy, là bệnh viện tâm thần, nói rõ luôn. Còn nếu như trong trường hợp mà một cái bệnh viện đa khoa nào đó thì cái khoa tâm thần cũng là cái nơi để cấp thuốc, chứ không phải là ở đâu cũng có thể cấp được. Không bao giờ đi ra bác sĩ tư, bởi vì những cái thuốc đó là những cái thuốc đặc trị mà của bệnh viện tâm thần mà nhà nước mình là cho miễn phí. Rồi xong rồi, mời ai tiếp. Có lẽ là mọi người cảm thấy yên lòng rồi ha. Thì mình còn gặp nhau nữa mà. Ơ còn chị gì còn lưu luyến hả? Không, rồi xin mời. Đừng để nỗi lưu luyến phiền muộn trước khi là ra đi. Dạ, thưa thầy, em xin hỏi thầy một câu hỏi này. Cái người mà bị gan thu mà mình chiều đá hàng ngày rồi thì về hỗ trợ thuốc thêm cái gì không ạ thầy? Với thầy gan to, có hai trường hợp là thực ra là chúng ta là áp dụng cái phương pháp chườm đá nóng vùng gan ấy, thì nên coi đó là một cái phương pháp hỗ trợ trong cái điều trị của hiện nay, và tất cả chúng ta đều phải tuân theo lệnh của bác sĩ chuyên về tiêu hóa, trong đó là có bao tử, có gan và các thứ, thì họ có những cái xét nghiệm nè, họ có những cái chụp làm siêu âm nè, họ có thậm chí có thể làm mấy cái MRI nè để mà xác định bệnh một cách cụ thể, và họ sẽ cho một cái chỉ định là điều trị một cách nghiêm túc được. Còn chúng ta nên đứng ở cái chỗ hỗ trợ cho phương pháp chính thống để mà lo cho người đó. Đừng bao giờ lấy cái phương pháp mình làm chính mà phương pháp kia làm phụ, mà phương pháp mình sẽ là một phương pháp hỗ trợ, một phương pháp phụ, một trợ thủ đắc lực cho cái phương pháp y học chính thống. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.